Sao em? Anh thử quay một vòng cho em coi thử thôi. Ok. Wow, em biết rồi nha. Ngày hôm nay là anh có cúc áo mới đúng không? Đúng rồi. Đây. Đây là một cái mẫu nút áo mới mà Kỳ Lăng Luxury mình mới vừa hoàn thiện. Mẫu nút áo mới này với mẫu nút áo cũ thực ra là vòng tròn ngoài như nhau. Em biết mẫu nút áo mới này khác với mẫu nút áo cũ như thế nào không? Đố em đó. Cái cũ là hình logo vương miện, còn cái mới là lại gì vậy anh? Một viên kim cương Bali. Cái sự đặc biệt và độc, sự mà anh điều anh muốn nói ở đây không phải là viên kim cương Bali ở ngay trung tâm viên nút áo này. Cái màu vàng ống ả ống ánh này, lấp la lấp đánh này phản chiếu với tất cả những cái chi tiết trên cái nút áo này, thành ra là một cái nút áo lấp la lấp đánh, và cái độ chiếu lấp đánh này giống như là viên kim cương luôn. Thì vòng tròn vẫn như nút áo trước, và bên trong có một cái nền sáng bóng và một viên kim cương Bali. À, cúc áo mới của mình á, nó khác với cúc áo cũ như vậy á, thì cúc áo mới có bao nhiêu vàng vậy anh? Trọng lượng của nút áo này là nặng gần gấp đôi của nút áo vương miện. Cái nút áo cũ là hơn 1 chỉ thôi, nhưng mà nút áo này gần 1 chỉ. Em biết vì sao không? Hai nút cũng tựa nhau mà tại sao nặng gần gấp đôi, biết là tại sao không? Dạ không, em không biết. Đây, anh sẽ bật mí cho em. Đây là cái nút áo mà phiên bản logo vương miện, ở bên trong có một cái lỗ để mình xỏ. Và đây là cái bản bây giờ. Anh không may cố định vào áo nữa, mà anh sẽ làm dạng là vặn. Ở phía sau là có một cục vàng để mình vặn. Mình vặn ngược kim đồng hồ để mình lấy cái cục vàng này ra đó. Thì đây sẽ có cái cốt, cốt này có răng, và mình lấy cục vàng này mình vặn. Thì thay vì là mình sẽ may cố định vào cái áo của mình bằng chỉ, thì cái nút áo mẫu mà logo vương miện này sẽ có cái lỗ xỏ. Và sắp tới Kỳ Lăng sẽ ra tiếp một phiên bản nữa là vặn nút áo logo vương miện này, nhưng mà vẫn dùng cái cách gài theo kiểu phiên bản có một viên kim cương tròn ở giữa này. Kỳ Lăng đang sử dụng cái áo sơ mi trắng, và tất cả cúc áo này là phiên bản mới. Và bây giờ Kỳ Lăng sẽ rá vào hai cái nút áo này để mình so sánh. Theo em và theo tất cả quý khách đang xem video của Kỳ Lăng, thì cái nút phiên bản logo vương miện và cái nút có viên kim cương tròn Bali có nền bên trong là sáng bóng này, thì phiên bản nào đẹp hơn? Hãy cho Kỳ Lăng ý kiến ở phần bình luận nhé. Kỳ Lăng sẽ thử thao tác đơn giản cực kỳ luôn, là cái núm này mình sẽ dặn ngược kim đồng hồ để lấy ra. Ví dụ như hôm nay Kỳ Lăng sử dụng cái áo này, và ngày mai Kỳ Lăng không thích dùng cái áo này, không thích bạn áo này nữa, thì mình sẽ bạn áo khác. Thì cái nút mình chỉ việc tháo ra như vậy thôi, đơn giản. Thế là xong. Thì mình chỉ việc xỏ vào cái lỗ này và bạn cái cục vàng vào, cục vàng nguyên khối luôn nha, cục vàng nguyên khối A750 luôn. Và sau đó chúng ta gài nút áo bình thường như những chiếc áo có nút bình thường. Rất đơn giản, nhanh, gọn lẹ. Như thế là chúng ta có một bộ nút sử dụng được trên tất cả các áo quần mà chúng ta muốn. Đầu tiên Kỳ Lăng sẽ căng cái nút logo vương miện trước, nửa chỉ bằng A750 18K. Cái nút này gần một chỉ vàng, 9 phân vàng, A750 gần một chỉ vàng. Vậy thì giá của cúc áo này là bao nhiêu vậy anh? Giá của mỗi cái cúc áo này là trên 10 triệu đồng em nhé. Kỳ Lăng Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.